Ủa vậy là sao ba mẹ nó không theo canh hả? Có canh nhưng mà nhiều lúc nó dính vô cái điện thoại quá. Rồi, vậy là do ba mẹ lơ đễnh. Anh ngồi đây canh là cứu hộ vậy hả? Hồi đó giờ có trường hợp nào bị chưa? Bị nhiều. Vậy hả? Ủa như cái này nước nó thấp vậy mà cũng vẫn bị hả? Đúng rồi, nó nhỏ chân nó yếu lắm. Cái bụng của nó nhưng mà nó chìm xuống là nó chìm luôn rồi, nó không có đứng gì được. À, cái kiểu như nó nhỏ nó lực nước đè nó. Nó đâu có biết lấy hơi đâu ha. À. Mấy đứa mà trên 3 tuổi thì đỡ mà chứ mà 3 tuổi mà mẹ mà cứ lo bấm điện thoại mà không coi thì nó là chỉ có chết. Ủa vậy là sao ba mẹ nó không theo canh hả? Có canh nhưng mà nhiều lúc nó dính vô cái điện thoại quá. Rồi, vậy là do ba mẹ lơ đễnh. Bởi vậy ba mẹ mà dắt con đi tắm là phải hết sức cẩn thận chú ý ha. Hôm hổm em đi ở bên Chú Mơ thì cũng có ngồi nói chuyện với mấy cô hộ của anh á. Anh nói mặc dù nước thấp vậy đó chứ cũng lâu lâu cũng vẫn bị mấy tình trạng cũng như nhỏ nhỏ mà bị uống nước vậy thôi. Uống nước nhưng mà mình mà không cứu là nó chết đó. Dạ đúng rồi. Anh nói nhiều khi ba mẹ ngồi đó cầm cái điện thoại trơ trơ vậy đó chứ không quan tâm. Trước anh cũng cứu một trường hợp bé kia, nó có 1,5 tuổi à. Nó đứng ngoài đây mà nó té xuống mà chạy tới kịp trong vòng có 5 giây thôi mà xách bé lên mà cha mẹ không biết gì luôn. Trời đất ơi. Ngồi đây nè. Lo dính vào cái điện thoại mà không có biết gì hết. À. Bởi vậy. Lúc đó nó la âm sùm nó khóc. La tùm lum mà mẹ cũng không biết gì hết. Khi mà la lên nó hỏi đây là phụ huynh nào là mẹ của bé. Nó giật mình vậy nó nhìn nó. Tính ra nghĩ cái dẫn con mà đi tắm ở chỗ này về mà cứ dán mắt vào cái điện thoại không mà tính ra thiệt. Không biết. Có nhiều người mẹ là như nè, dắt con tới thả con dưới đây nè. Thì nghĩ nước cái bụng với nhiêu. Chứ nghĩ đứa con nó đứng nó dịnh vô cái thành này cũng không sao hết đó. Yeah. Thì trong cái đó là nó trùng hợp có một cái người ta vừa gọi điện thoại tới thì nghe mẹ đó, mẹ nghe tập trung vô cái lời nói trong cái điện thoại thì đứa bé nó chìm xuống cái không biết gì luôn, chứ nó chìm xuống là cứu không được. Dạ yeah. Phải nhờ tới bên nhân viên, mà nhân viên lúc nào cũng phải túc trực. Đúng rồi, tính ra là như mấy anh ngồi về là phải canh, phải quan sát theo dõi suốt luôn ha. Đúng rồi, cái 10 tiếng là mình canh cái 10 tiếng. Hầu như là mình không có lơ đễnh giờ nào hết. Không được, nó tập đúng trung. Đúng rồi, tập trung cao luôn. Cái hồ bên kia người lớn thì nó khỏe, tại người lớn người ta có ý thức. Dạ. Yeah. Ví dụ người ta cảm thấy là nước nó sâu quá ha, mình vô. Còn con nít nó đâu có biết gì đâu. Dạ. Yeah. Nó không có cái ý thức, nó không có cái nhận thức của một đứa bé mà. Một tuần vậy là anh trực hồ này là bao nhiêu ngày? 6 ngày. Một tuần là trực 6 ngày. Đúng rồi. Rồi còn mấy ngày còn lại? Thì một tuần là 7 ngày đó thì phải nghỉ ca một ngày chứ. À nghỉ ngày kia. Rồi liên tục đâu có thời gian đâu mà mình nghỉ ngơi. Ngày kia là coi như thay cho ca khác. Đúng rồi. Rồi anh trực một ngày là cả hai buổi sáng buổi chiều luôn hay sao? Sáng chiều luôn. Dạ. Yeah. Coi như trực hồ là đi là trực suốt. Có thay ca không? Thay có chứ, ví dụ như hai người bên kia trực mặt trước, em trực mặt sau. À. Chứ mình em sao quan sát hết cái hồ được. À. Ủa nãy giờ bên kia sao em không thấy? Có ông chú đó, ông trực mặt trước đó. Bên kia cũng hai người. À rồi cái chú ngồi bên đó đó phải không? Là ông coi cái mặt trước. Dạ rồi. Đây là quan trọng là cái mặt sau nè. Tại vì cái mặt sau á là nó trượt xuống vậy đó mà đứa nít mà nó trượt xuống là nó chìm luôn á, nó đúng. Dạ. Không được đó. Nãy tại ở ngoài đi vô thì là em không để ý chú ngồi đó. Nhưng mà chụp thì chụp vậy đó, nhưng mà phải làm gì làm phải có một người coi cái hồ. Ví dụ như hai người lên đó ứng cứu ở trên kia, một người đẩy xuống, một người phải ứng cứu. Cũng phải còn một người ở đây để canh. Dạ. Kiểu gì cũng phải còn một người để canh. Chứ mình lơ là bé nó bị cái gì đó là chết luôn á. Nó dẹp luôn cái công ty này đó. Bởi vậy sơ sức mà xảy ra cái là khách người ta đâu có đi nữa ha. Nói chung là tất cả các môn trò chơi ở đây là chỗ nào cũng phải có nhân viên hết. Dạ. Ví dụ người ta có bị cái gì á mà có nhân viên thì nó đỡ bớt. Rồi mà nó mà không có nhân viên là nó sẽ là chi cứu trách nhiệm về cái mặt nhân viên liền. Dạ.
cái trò chơi mà ví dụ như mà cho người ta tự nhiên người ta chơi á, xảy ra sự cố liền. Nhưng cái trường hợp anh thấy cái băng trượt màu vàng không? Dạ, dạ. Phải nhân viên phải lên hướng dẫn cho chơi. Chứ còn mà đưa tự động cho mấy đứa trẻ mà tự động nó lên nó chơi, nó không biết cách thức gọi là cái kiểu chơi như thế nào á. Nó trượt tầm bậy em bạ, nó văng, nó rớt xuống cái là xong luôn. Dạ. Đó. Nên mình lên mình phải chỉ cho nó cái tư thế, tay chân phải như thế nào, có đúng tư thế. Tại vì khi mà nghiên cứu cái này ra là kỹ sư nó đã nghiên cứu rồi, nó là phải đạt cái 99 hoặc 100% là không có bị gì hết. Nhưng mà phải làm đúng cái tư thế của kỹ sư đưa ra đó. Nãy lên trên kia trượt cỏ thì mấy anh kia anh hướng dẫn cũng kỹ lắm. Đúng rồi. Vô ngồi tư thế làm sao, rồi chân để làm sao, hướng dẫn chừng nào mà xong xuôi là chắc ăn rồi, đầu mới buông ra. Đúng rồi, nguy hiểm lắm. Dạ. Nên bây giờ chơi cái đây phải kỹ. Này, tại vì có những cái trò chơi mà có nhiều người mới tới đây chơi lần đầu tiên thành ra đâu biết cách chơi làm sao. Đúng rồi. Phải nghe hướng dẫn kỹ dữ lắm mới chơi nó mới an toàn. Nó như cái trò chơi đó, mấy đứa nhỏ mà nó không biết nó sợ nó ngồi. Mà khi nó ngồi tới cái dốc này mà nó tưng lên cái á là nó sẽ văng ra ngoài luôn. Còn mà anh nằm á, anh nằm thì không sao, anh nằm thì nó sẽ nó như con lươn vậy nó chạy xuống. Dạ. Đó mà ngồi là nó tưng ra. Đó tới ngay khúc cua đó là nó tưng lên. Nó nhảy lên vậy nè. Ngộ ha. Nhưng mà nằm thì không sao. Đó bởi là nhân viên lúc nào cũng túc trực ở trên đó, trước kia lên cho quý khách kia đó là phải túc trực trên đó. Anh làm ở đây lâu chưa? Làm mới mấy tháng à. Dạ. Nhà gần ở đây không? Nhà gần đây. Mình cứu hộ về là có bắt mình đi học mấy cái chứng chỉ bơi được không anh? Có chứng chỉ. Yeah. Sơ cứu rồi đó. Dạ. Cái chứng chỉ đó, cũng như bằng chứng chỉ. Đúng rồi, mình phải biết cũng như sơ cứu đơn giản cái bước đầu phải không? Đúng. Nó không cần cái chuyên nghiệp, tại vì ở đây cái thứ nhất là tất cả các hồ không có hồ nào mà lúc đầu mình hết đó. Dạ. Nên nó không cần mình phải là bơi chuyên nghiệp này nọ. Dạ dạ. Nó chỉ cần mình là biết nó chỉ cách sơ cứu và cách cứu người thôi. Dạ. Mấy cái cơ bản đó mình cũng phải học, phải nắm, đúng rồi. Chứ đụng chuyện vô tự nhiên đó mình cứu giờ mình không biết làm gì sao được. Cứu nó nhấn nước mình đó mình chết luôn á. Dạ. Cứu nó một á là quýnh cho nó xỉu, hai là lôi cái cổ đó, lôi nó kéo vô chứ đừng có để mà tới nó ôm như mình. Ôm nó quýu phải không? Ôm nó quýu nó không còn kiểm soát được nữa. Nhận mình theo luôn, mình không biết đường nào hết. Dạ. Mình chết theo nó luôn. Bởi vậy thường mấy người mà đi xong á mà người ta cứu mấy cái người mà bị chìm thuyền đồ là mấy người mà ta biết đó là người ta đâu bao giờ mà ta nhảy xuống người ta ôm cứu đâu, ta quăng đồ hoặc là người ta đưa cây sào đồ á. Cầm kéo. Chứ tuyệt đối là mà hả tự nhiên á là mình nhảy xuống là coi như là mình giao tính mạng á. Đúng. Nguy hiểm lắm. Ở ngoài sông ngoài đồ đỡ với ngoài biển á. Mình thấy ngoài biển ngoài để sao á. Mấy người đó nó gọi là ứng cứu, gọi là chuyên nghiệp luôn á. Dạ. Yeah. Một là người ta lấy tay người ta tới người ta chặt cho cái cổ này, chặt cho cái đây là cho bất tỉnh luôn, chẳng hạn nó bất tỉnh mình lôi tỉnh, mình lôi dễ phải không? Hoặc là lôi cái cổ nó vô đó. Còn mà ở ngoài biển mà nước rồi sóng gió cái thứ nhất cái thứ nhì là cái lực nước mà nó đẩy nó không phải giống như ở ngay cái hồ mình đâu, nó cuốn tới cuốn lui, nó ve tới ve lui, nó làm cho cái nước nó xoáy vòng vòng vậy đó. Dạ. Yeah. Nặng lắm. Ở đây thì em chỉ là như vậy, như là chỉ có lấy cái bằng chứng chỉ rồi thôi, chứ không phải gọi là mấy cái bằng chuyên nghiệp như ở ngoài biển. Dạ. Yeah. Vậy ở đây hồ bơi mà đâu có cái chỗ nào mà nó nước nó cao mà nó nhúc tới cái đầu. Mai Châu chắc cũng tắm trồng nó lên rồi. Rồi, tạm biệt anh nghe. Rồi, cảm ơn trò chuyện nghe. Thank you.
cái từ đây bò là lại tới đằng kia coi. Tới đằng kia luôn coi, tới đằng kia luôn coi. Rồi sau khi các bạn nhỏ đã tắm rửa xong rồi, hồ bơi xong rồi, giờ lên là tiến hành ăn lót dạ nha. Chí Anh, con ăn ngon không? Ngon Thiên Tý. Đói rồi, đói rồi rồi không ngon sao được. Tắm ít ít thôi chứ tắm nhiều quá ngâm nước rồi rủi rồi nó bệnh cái rồi mơ làm sao tắm biển được. Tắm vừa vừa thôi thì vậy được rồi. Ủa, có tắm không không mà ăn cũng tích cực dữ vậy hả? À, tắm lắm không? À, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mọi người nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình, có động lực để mình tiếp tục ra những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Xin chào. Rồi, đây.